Lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Công. Sanh tử là việc lớn, phải nên làm trước. Nếu chờ đến lúc lâm chung mới tu, e rằng bị nghiệp lực chổ đoạt. Lời cổ ngữ dạy rằng, thông minh không địch nổi nghiệp lực, phú quý nào miễn được luân hồi. Khi sanh tử đến rồi, không một vật chi nương được, duy có A-di-đà Phật làm nơi nương tựa. Tiếc thay, người đời kẻ biết quá ít, người biết mà chân tính thật niệm lại càng ít. Đại trượng phu sanh nơi thế gian, không việc nào mà chẳng có kế hoạch lo trước. Duy có một việc sanh tử, ngược lại phần nhiều đều để mặc chẳng hỏi han. Chờ mãi đến lúc báo hết mệnh chung thì tùy nghiệp thọ báo. Chẳng biết một niệm tâm thức này lại hướng về trong đạo nào mà đi thọ sanh. Người trời là nơi lữ khách ở tạm, tam đồ là quê hương. Tam đồ một báo, trăm ngàn kiếp lại sanh người trời liễu vô kỳ. Theo lời này mà nói, thì phương pháp liễu sanh tử cố nhiên không thể không cấp thiết chú trọng. Phật Pháp chẳng có một người nào chẳng có khả năng tu, cũng chẳng có một ai chẳng tu được. Chỉ có thể niệm niệm để biết mà không tu tịnh nghiệp cầu sanh Tây Phương, thì muôn kiếp luân hồi không ra khỏi được. Pháp môn tịnh độ là pháp môn cực khó và cực dễ. Nói khó, tức là đại triệt đại ngộ, kẻ thâm nhập kinh tạng còn không tin. Nói là dễ, tức hạng ngu phu ngu phù, chí thành khẩn thiết mà niệm, thì có thể lúc lâm chung hiện ra tướng lành vãng sanh Tây Phương, so với kẻ đại triệt đại ngộ, thông sâu kinh luận kia còn chẳng theo kịp. Đời người rất ngắn. Kinh luận người xưa thường nói, vô thường tấn tốc. Sống trên đời này, ngày nào tắt thở, mấy người hiểu được. Tuổi còn trẻ, rất nhiều trường hợp gặp phải tai nạn. Chúng ta là những người học Phật, thường thấy những loài cầm thú, côn trùng rời khỏi hang ổ đi kiếm ăn. Quý vị thử để ý quan sát, nó có thể trở về một cách an ổn chăng? Chắc gì trên đường đi bị những thứ khác ăn mất. Mức độ này rất cao. Cõi trời nhìn nhân gian chúng ta cũng giống như sâu kiến, mạng sống rất ngắn. Ví dụ trời Đao Lợi, một ngày ở trời Đao Lợi bằng 100 năm nhân gian. Một người sống 100 năm, ở trời Đao Lợi mới một ngày. 50 năm là nửa ngày. Quý vị thấy có ý nghĩa gì? Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.